Hello, xin chào các anh chị và các bạn. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho anh chị các bạn một cái con máy cắt gỗ bàn ha, cắt gỗ để bàn của hãng Growl ha, với mã sản phẩm là CT15209 và đường kính lưỡi là 255 mm ha các bạn ha, 10 inch đây. Và đây là bộ phận hộp. Thì mình cũng có để sẵn ra bên ngoài con máy để giúp giúp đỡ tốn thời gian của bạn khi xem video hơn. Và đây, thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu về cái phần dây nguồn. Đây, dây nguồn dây điện này ha các bạn ha, dây nguồn điện cũng khá là dài ha, sẽ điện 22. Đây, điều chỉnh góc độ đây, 45 độ đây ha, từ 0 tới 45 độ điều chỉnh độ. Công suất 1800W, vòng tua thì 5000 vòng trên phút ha. Góc 90 độ là 76 mm, 45 độ là 63 mm ha, số seri. Thì hãng Growl, thì con máy hãng Growl là thương hiệu của Đài Loan ha các bạn ha. Nên con máy cũng khá là nhỏ gọn. Và tiếp theo thì mình đi tới cái phần phụ kiện của máy ha. Đầu tiên là một cái thước, cái thanh để đẩy gỗ ha, bằng nhựa. Rồi, tiếp tục là một cái thước để chúng ta đo canh chỉnh độ ha, độ chính xác để chúng ta từ cái lưỡi cắt đây ha các bạn ha, từ cái lưỡi cắt đó. Đây là cái thước để mình cố định cái này, để quặn vô đây ha các bạn ha, quặn vô để mình cố định cái phần này để mình chỉnh độ ha. Rồi, đây lưỡi 255, thì đây là cái phần đưa lưỡi lên đây nha các bạn ha, ở dưới đây đó, các bạn thấy lưỡi đang lên ha các bạn ha. Đấy, lưỡi đã lên ha. Đó, mình quặn như thế này ha các bạn ha. Rồi, tiếp tục miếng ốp trắng. Ốp trắng ha, rất là xịn. Rồi, ốp trắng bảo vệ. Tiếp theo nữa thì ốp trắng bảo vệ với tay cầm ha các bạn ha. Rồi, và cao su, miếng ốp cao su, chân đế ha. Tiếp tục là hai cái bộ khó. Đây, bộ mở khó đây, cờ lê đây ha, cờ lê. Rồi, tiếp tục là một cái thước cắt nghiêng ha các bạn ha. Đây, cái thước cắt nghiêng này. Đây, cái thước cắt góc nghiêng đây ha các bạn. Đây, mình có thể điều chỉnh và dễ dàng mình điều chỉnh góc nghiêng, góc cạnh tùy thích theo mình, cái vật liệu mình cắt ha. Đó, rất là tiện lợi. Với cái bàn cắt thì cũng khá là nhỏ, dùng chuyên cho dùng những gia đình đó, hoặc là xưởng mộc, với sử dụng cắt gỗ nhỏ thôi nha các bạn ha, cắt gỗ nhỏ đó. Con máy rất là tiện lợi, rất là nhỏ gọn, rất là đẹp ha. Rồi, thước đo đây ha, thước đo ly. Rồi, công tắc nguồn đây ha các bạn, đây là công tắc nguồn, thêm cảnh báo đó. Con máy rất là đẹp. Bên đây thì có bộ phận tản nhiệt.